Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm một cái que đo thông mạch. Mình không gọi nó là cái đồng hồ vì nó không có hiển thị gì cả ngoài một cái bóng đèn LED. Nhưng nó có thể thay thế một cái ôm kế được. Mời các bạn cùng làm theo. Vật liệu bạn cần có: một đoạn ống 34 và dài khoảng từ 5,5 đến 6 cm nha. Hai cái nút chai. Một đoạn dây cái que đo đồng hồ. Cái đế pin 9V nha các bạn. Một cục pin 9V. Một điện trở 1 kg ôm nha các bạn. Một cái led màu đỏ hay màu trắng, màu xanh gì cũng được. Bạn dùng miếng thiết lon sữa bò cắt ra 2 miếng như thế này, 2 miếng thiết lon sữa bò. Bạn dùng tua vít uốn miếng thép lon sữa bò thành hình ống có đường kính khoảng 3 đến 4 ly. Tương tự như vậy, mình uốn miếng thiết thứ hai để mình được 2 ống trụ 4 ly và 3 cm. Bạn khoan 2 lỗ nắp chai. Bạn luồn ống sắt vừa cuốn lúc nãy vào nắp chai, chừa ra 1 cm. Cái này cũng vậy. Chừa ra 1 cm. Bạn dùng keo nến để cố định nắp chai và ống thép. Tiếp tục cái thứ hai cũng vậy. Bạn cố định keo lại giữa nắp chai và ống thép. Bạn chia phân nửa cái ống nhựa ra, khoan đây 1 lỗ. Rồi mình đánh dấu đây, khoan đây 1 lỗ. Hai cái này vuông góc với nhau nha các bạn. Đây, lỗ này 90 độ này. Bạn dùng miếng đề can đen dán nó lại. Nếu có sơn bạn sơn cũng được nha. Ở đây mình dán đề can cho nó lẹ thôi.
pin, với lại lấy một cái nắp chụp thế này mình gắn vô trước nha. Bạn thử sau khi nối tắt hai đầu lại, bạn thử pin, nếu nó ngược chiều thì nó không sáng, bạn chỉ xoay chiều pin lại thôi đó. Nếu vậy là nó đúng chiều là nó sẽ sáng cái đèn led lên nha các bạn. Giờ bạn hàn vô đúng chiều vậy là được rồi nha. Rồi, nó chưa có ăn mất rồi, giờ đây. Đây là đúng chiều pin nha các bạn. Rồi. Giờ mình lắp cái sợi dây đen vô đây nè. Thông mạch là nó sáng đèn lên nha các bạn, thông mạch là sáng đèn lên. Rồi, giờ chỉ có việc là làm đẹp lại thôi. Gắn dây vô để đo nha các bạn. Đèn đỏ chiều nào bên nào cũng được hết. Rồi, làm test nè. Đây là ok nha các bạn. Mình thử cái cầu chì này coi thử nó còn không nha. Xong rồi. Nè, chạm bên này là có nè, nhưng mà qua bên này là không. Này là có, này là không. Tức như là cầu chì này đứt nha các bạn. Thử cái cầu chì này coi. Rồi, lên. Tất nhiên là cầu chì này còn tốt nha các bạn. Mình đo thử cái điện trở phía bên coi. Ồ, có đèn hơi yếu, có nghĩa là 200 kg nó vẫn đo được nha các bạn. Tức là đèn nó mờ mờ nè. Còn cái này là 10 ohm thử coi. Chắc phải sáng lắm đây. Đúng rồi. Ít ohm là nó đèn nó sáng nhiều. Còn cái này mấy trăm, 680. Đó, nó hơi lu chút. Nói chung là mình đo thông mạch với đo điện trở được nha các bạn. Mình đo thử cái bóng led này coi. Nó lên nha các bạn. Mình đo được led nè. Một chiều thì đèn không sáng, một chiều đèn sáng, nhưng mà led muốn đo nó sáng luôn. Bây giờ mình đo thử cái tato quạt này thử coi nó có đo được không nha các bạn. Đây, nó có dây số dây chạy đây. Nếu mà nó đứt là đèn không lên. Ví dụ dây này với dây số nè. Nó sáng đèn, tất nhiên là dây này còn nha các bạn. Rồi, ba dây số này còn luôn. Dây tụ còn luôn. Dây tụ nhiều nên nó đèn nó hơi mờ chút, dây số sáng hơn chút. Nếu các bạn quan sát tinh mắt thì sẽ thấy. Như vậy thì với cái này thì mình cũng có thể sửa quạt được nha các bạn, mà không cần đồng hồ. Ví dụ như các bạn nào có đồng hồ thì tốt, mà không có đồng hồ thì mình tạm thời dùng cái đo này để đo thông mạch cũng rất là tốt nha các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay và bổ ích, xin like, share và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.